Chị cứ làm theo từng bước đi chị, rồi rồi có gì chị ấy em, chị nhắn em. Chị đang chơi máy tính không? Ok, quá tốt. Em thích ăn món nào thì em nấu. Ok, Thảo Hí Vlog, để mình hướng dẫn cho chị thú vui hơi thật sống thêm từ khóa kênh một tí nha. Rồi chị login vô cái tài khoản của chị thì nó sẽ giống giống như thế này. Rồi sau chị ấn vô cái góc phải bên trên nè. Ấn vô cái your channel ở đây nè. Đó, đây là kênh của mình. Thì mình ấn vô YouTube Studio. Mình sẽ thấy cái này nè chị, thấy cái hồi setting là phần cài đặt á, nó sẽ hiện ra chị cái bảng này. Cái bảng này là bảng cài đặt nè, chị vô tới bảng này cho chị. Rồi sau đó chị vô phần channel là cái thứ hai nè, cái kênh chị nè. Đó, lúc này nó sẽ hiện ra tất cả các từ khóa luôn. Rồi cái chỗ keyword nè, chị ấn vô, chị ấn tất cả các từ khóa mà thể hiện cho cái kênh của chị là gì. Chị có thể tham khảo của những cái kênh về nấu ăn, chị copy mang về. Ví dụ như là ở đây em tham khảo luôn là bên bên kênh của chị Thao Hí Vlog nha. Chị Thao Hí Vlog là làm từ khóa kênh hay là gì rất là đầy đủ nên đây là chị Thao Hí Vlog, là đầu tiên là tên của kênh của mình trước là Thao Hí Vlog tên tiếng Việt, tên tiếng 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 Việt không dấu, rồi ẩm thực Trung Quốc nó là ẩm thực Thao Hí Vlog. Đó là tất cả những cái về ẩm thực này nọ là chị đặt hết vào đây. Rồi cuộc sống Trung Quốc, món ăn Trung Quốc, Kim Thảo Nguyễn, Thảo Nguyễn cuộc sống Trung Việt. Đó thì chị cứ đặt những cái từ khóa kênh mà chị muốn để khi người ta tìm kiếm là nó sẽ ra hết bên kênh của chị. Chị mà đặt hết tất cả các từ khóa vô mà chị không bấm lưu lại thì nó cũng không có biết là thế nào luôn, là nó không có biết chị đã đặt hay chưa. Chị xong rồi chị bấm lưu lại và chị vô phần vô những cái phần sau á, là nó sẽ có như là chị đặt cái logo toàn suốt toàn video ở đây nè. Nó rồi bên dưới đây là hình như là bên kênh của chị lúc nãy là chị lúc nãy có chị Phương Hà Family Japan đó, thì là nếu mà kênh của mình có em bé thì mình đặt là No, I said this channel not meant for kids, I never upload content not meant for kids, là tôi không bao giờ làm những cái nội dung mà cho trẻ em á, là phải đặt no hết. Những từ khóa khi ra video thì từ khóa sẽ gắn liền với tiêu đề mới phải không anh? Từ khóa kênh với từ khóa video nó khác nhau, nhưng mà mình khi mà mình làm từ từ khóa kênh là để người ta dễ tìm ra kênh của mình, còn tìm từ khóa video là để cho người ta tìm ra cái video của mình. Như là go to video analytics. Giống như là cái video này đi. Để em vô cái video này. Không, thôi vô video của chị đi. Video chị Thảo Hí Vlog đi đó. Đây chị Thảo Hí Vlog là làm những từ khóa kênh là rất là đúng, rất là nó focus, là nó tập trung đúng chủ đề, đúng nội dung của cái kênh của mình. Rồi sau đó kênh của chị Thao Hí
Vlog là được 11.000 được xem luôn á, tức là nó rất là ấy, được nhiều người quan tâm rồi. Rồi vô đây nữa là ví dụ như là cái clip mì gói phiên phiên bản tả thực á, là chị để những cái từ khóa này là từ khóa video nè, mình không cần lặp lại cái từ khóa kênh trong trong đây luôn, mình chỉ để là ẩm thực Việt Trung, cuộc sống Việt Trung, thì cái này nó thừa quá. Mình cứ tập trung vô là cái tiêu đề của mình là gì, mì gói phiên bản tả thực mừng kênh BKT đi, thì mình đặt hết tất cả từ từ khóa của tiêu đề giống như vậy, bỏ hết vô đây là nó lên rồi chị. Thì cái từ khóa kênh là giúp cho YouTube biết mình là biết được là cái kênh của mình là hướng tới chủ đề gì, chứ chứ YouTube không biết là mình hướng tới chủ đề gì, nên cho dù kênh video clip mình hay nó cũng chẳng cho mình đề xuất gì hết, bởi vì nó không biết mình theo chủ đề gì để nó đề xuất theo cái chủ đề đó chị.